Jolie Nguyễn diện mốt không nội y, Hoa hậu Jolie Nguyễn tự tin khoe sắc vóc tại tiệc giới thiệu bộ sưu tập giao mùa thu đông 2024 của Channel mới đây. Jolie Nguyễn yêu thích trang phục phóng khoáng. Cô phối áo dơn vải tuyết cùng quần cạp cao dáng suông. Người đẹp không mặc nội y để tôn vẻ đẹp thiết kế. Hoa hậu thử nhiều trang phục tại sự kiện. Cô ngẫu hứng phối cardigan hơi hướng công sở với quần ống suông và giày cao gót đế vuông. Jolie Nguyễn giữ nguyên áo, phối cùng chân váy ngắn năng động. Jolie Nguyễn tiết chế phụ kiện khi mix áo sơ mi trắng cùng dơn và chân váy phong cách cổ điển. Jolie Nguyễn sinh năm 1997. Gia nhập showbiz Việt từ năm 18 tuổi, sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi nhan sắc dành cho các cô gái gốc Việt ở Australia năm 2015. Cô hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu, fashionista và vlogger trước khi vướng ồn ào đời tư, rời showbiz năm 2020. Sau thời gian sống tại Australia, Jolie Nguyễn hiện hoạt động ở cả Việt Nam và Thái Lan. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất. Joke first.